Vâng, xin kính chào toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng hơn nhất. Hôm nay em Lợi lại về một cái chiếc xe bán tải ở cái tầm tiền 340 triệu. Bác nào quan tâm liên hệ với em Lợi nha. Đây là cái chiếc xe Nissan Navara sản xuất 2016, số sàn máy dầu một cầu, màu xám lông chuột, đến Hà Nội, tên tư nhân. Mà xe chạy máy dầu nhập nguyên chiếc Thái Lan nên là đi cực kỳ tiết kiệm và chắc chắn. Với cái phân khúc tầm tiền hơn 300 triệu một chút, anh em sở hữu ngay được cái chiếc xe bán tải, công năng sử dụng khá là hợp lý tại thời điểm này. Xe được trang bị nước sơn màu xám này, được lắp thêm nắp thùng cao. Và toàn bộ xe bên em Lợi cam kết khẳng định bằng văn bản cho quý anh chị là không có đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính và đèn. Máy số là nguyên zin, an ninh pháp lý là bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền tổ quốc. Và cam kết xe chuẩn chỉ như video, anh em có thể mang ra hãng hoặc một đơn vị thứ ba để check test kiểm tra. Nếu phát hiện ra sai so với quảng cáo, bên em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý chị nhé. Cản sau của chiếc xe khá là đẹp này. Đây, toàn bộ các phần gầm của chiếc xe này khá là đẹp nhé. Toàn bộ gầm này mới đẹp. Đây là toàn bộ các cái phần đồng sơn này. Đấy. Bên lái bên phụ của chiếc xe rất đẹp nhá, lốp lap rất dày này. Đấy. Tất cả các cái phần gầm là sơn đánh dấu của nhà máy còn nguyên và rất đẹp nhá. Đấy. Xe bậc lên xuống này, đến khe hở cánh cửa đều nhau, kính đèn đều được dán phím cách nhiệt. Đấy. Xe được bác chủ lắp hai camera lên sườn này, kính lái, kính trước đều zin và đèn pha, đèn hậu nguyên bản này, cản sau đều rất đẹp nhá. Đây, gầm phía trước này còn khá là mới và đẹp nhá. Xe không chạy công trình, chỉ chạy trong phố phường thôi. Cabo sơn zin bóng đẹp. Sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Vâng, đây là toàn bộ các cái phần táp ly của chiếc xe này. Nội thất bên trong khá là đẹp đây. Cột kèo là zin này. Đấy, nội thất ghế rất mới nhá, ghế màu kem da và trần là trần nỉ nguyên bản từ đầu. Tất cả các cái phần nội thất từ cột kèo này, vô lăng, củ số đều rất đẹp nhá. Đấy. Và toàn bộ các cái phần mép ghế mới zin tì tay này, còn rất mới và đẹp. Đấy. Ốc khóa bản lề là em Lợi đã kiểm tra bao zin hết toàn bộ này. Táp ly cánh cửa đây, sùng chỉ, bác nào biết xem keo chỉ đây. Keo chỉ cánh cửa trước sau đều như một và đều là nhà máy zin. Kính thì đều của hãng Nissan và đều có số 6 theo năm sản xuất 2016 nhá. Này, táp ly này, cánh cửa cột kèo này, ốc sơn zin hết toàn bộ này, sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Nói chung là đây là một cái chiếc xe khá là đẹp được quý chị nhá. Xe cực kỳ đẹp, chất xe cực kỳ mới luôn. Bắt đầu mà quan tâm một cái chiếc xe ở phân khúc tầm 300 triệu mà máy dầu đi tiết kiệm, bán tải đi cực kỳ hợp lý và đẹp chất thì liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Hoặc anh chị em có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp nhé. Đây, toàn bộ cốp sau này, đinh bấm, đinh dập này, chỉ cốp sau này, nguyên bản hết nhé. Sàn thùng không chở hàng nặng này, hai bên thành đều rất là đẹp và xe được bác chủ lắp thêm nắp thùng cao. Đấy, nắp thùng cao xịn xòa có xin gian trên gương nhé. Đây là hai bên táp ly cánh cửa của chiếc xe này, cột kèo này, bao zin hết này. Đấy, chỉ cánh cửa đây, không có mục mọt gì, táp ly này, đều rất đẹp và sơn zin, bậc lên xuống ốc cột này. Khóa đều rất mới và nguyên zin, gioăng chống ồn đều rất đẹp nhá. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Đây là toàn bộ các cái phần táp ly cánh cửa này, bậc lên xuống. Đây, ốc cột hai bên này, tem mã cột đầy đủ hết nhá. Zin xịn xòa. Anh em có thể quan sát thấy cái vô lăng củ số của chiếc xe khá là đẹp đây. Đấy. Với cái tầm tiền 340 triệu thôi nhưng anh em sở hữu công năng rất là nhiều. Đây là cái phần khoang động cơ này, ốc cabo này, đấy, đinh bấm, đinh dập cabo này, zin hết nhá. Toàn bộ các cái phần ốc tai, đầu răng đều nguyên zin. Chân đèn, đèn pha rất sáng và đẹp này. Đấy. Tất cả các cái phần ốc khóa này phía trước này đều nguyên bản hết, chưa tháo lắp. Đấy. Chân đèn này không giải gãy, không bị dạn nứt gì, đinh bấm, đinh dập này. Đấy.
chỉ cabo, tôn vỏ cabo này đều rất đẹp nhé, tem mác cabo đầy đủ hết, sơn zin 100%, toàn bộ máy khoang máy động cơ đây, động cơ máy dầu 2.5 đi cực kỳ tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây, và máy hộp số là cam kết là zin, không bị tháo lắp, và máy ốc còn rất là vàng và đẹp nhá. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu đến toàn thể quý chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Nissan Navara sản xuất năm 2016, số sàn một cầu máy dầu, tên tư nhân biển Hà Nội, màu xám lông chuột, với giá tiền là 340 triệu. Bác nào quan tâm liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý chị các bạn.